Với sai xin chào các bác nha. Vậy thì tiếp tục lên các bác video. Đây là cái cốt xanh Nam Điền mới về mọi người nhé. Cốt này rất to. Đấy. Đây là cái cốt mà Yosai vừa nhặt lá xong. Con này nó phê lắm anh em ạ. Đây là mặt sau nhé. Mặt trời của nó chun chìn này. Đồ này anh em ngắm chắc là cũng biết rồi. Lọ nhà ông anh em chăm hơi tốt. Đấy. Để về thì đấy, về anh em có mấy hôm cây nó khô, nó sáng ra, da nó khác màu rồi nhé. Đây là phần từ trên xuống dưới này. Đồ này đồ cốt chất lắm anh em ạ. Cái này thì em mua nó cũng khá khá tiền này. Nhưng mà đồ chơi nó xứng đáng đồng tiền anh em ạ nhỉ. Ui giời. Hả? Ừ. Đây là em vừa xuống lá xong. Cái này thì những cái phần bông răm này thì hôm nọ quay tối các bác nhìn không rõ, đây là những phần tay này. Các bác nhìn thấy em làm những phần tay quả tay phải nói là rất chất lượng, to bằng cái cổ tay em luôn. Những cái đường này thì nuôi khoảng tầm từ giờ đến cuối năm mới giật được mọi người nhé. Đây em mua về em giật cho các bác xem thôi. Nào mình nói chung là sau cái phần cổ ngọn này sẽ cưa, em sẽ lùi lấy cái phần này. Phần này lên sau nó mới là cái cây nó mới sâu cây này. Những cái cút cũ, cút này anh em làm được cái cút như này mọi người. Phần này mình nuôi cho rút cổ ngọn nó cũng chưa cắt sớm đâu. Tỉa lên nét này ra các bác ngắm nó dễ hơn đúng không? Phần bông tay anh em làm phải bao năm mới cắt giật được cái phần chuyển đòn này. Chuyển rất côn. Cổ ngọn được xong này, cái này giật giật sạch sẽ đi thì nó mới đẹp được. Nói chung cái nuôi thì cứ để như vậy thôi mọi người nhé. Cái đồ nhìn nó chun chìn nhìn nó phê anh em nhỉ. Này già lắm anh em. Những cái vết sẹo ngày xưa cắt to đùng này mà to như này mà nó mún hết này. Mún hết này, cúc cái cục kịch này. Nhưng mà chia sẻ các bác như vậy. Đây chia sẻ thêm một chút cái cốt này. Cốt này là cái cốt mà hôm qua em sai xem mình chốt ở trên này của anh em. Nhưng mà không nghĩ là nó to mà nó đẹp như này. Nó để đây cái thủy lùi cho ông ơi. Lùi cho ông cái xe. Cái này nó được những cái vai đây, tất cả đây nó là cái vai xịn các bác nhé. Này, toàn vai to vai xịn hết này. Đấy. Form con này thì nó cực chất rồi. Giá con này mình mua được nó rất hợp lý, cho nên là có cái sẹo đây. Cái sẹo đa số những cây trực mà nó có cái quả gốc này đa số toàn này, anh em ngày xưa hạ ngọn xuống này. Nhưng mà lùi được như này. Nói chung là cũng phải mất công mất sức. Cái này thì tất nhiên là để này thôi. Thì mai mà cho nhấc nguyên vào thì khấn lên đây hết các bác nhé. Để làm bệ khấn hết vào đây. Bệ của nó rất đều các bác, để ý cái bệ của nó này. Bẹ rất đều, cách nhau rất đều luôn. Cây rất già rất sụn. Những cái vết cắt vừa rồi đây thì ít nữa mà cắt vào nó bo vào thì hết nước chấm rồi. Con này mình nhập cũng một số tương đối. Những cái cốt xi này là tới này chuẩn bị được cắt rồi. Những cái mầm cây nó lên rất là khỏe. Càng lên nhiều mầm thở cây nó càng kéo mạnh. Cây này thì già lắm rồi nhé. Anh em lấy chút kéo tỉa một số cái mầm cái này đi cho lên cho tập trung. Không tỉa đi thì nó tỉa đi cho nó lên tập trung vào những cành lui thôi. Không để đây nó lại lui vào những mầm này nó không tập trung được cái chất dinh dưỡng ấy. Và một số các loại tạo nên một diện rất nhiều người khác.
Dung lọc như này cây nó sẽ thoáng này các bác xem. Nhìn được cái phần cốt cây, con này cốt nó thì quá chất lượng rồi. Không nên để nhiều quá, mà nhiều quá nó không có ánh sáng vào này. Những dòng cây cơ địa tốt thì đa số là nó sẽ này được rất nhiều mầm ở thân các bạn. Phải lấy nhiều mầm ở thân thì nó mới lu được. Tỉa chút thoáng ngay. Cái này ở đây mình sẽ cho thêm cái mầm thở này, nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển nhé. Vì những phần này mình vẫn muốn nó to tiếp, to thêm một chút nữa là kéo cái thân này ra. Tỉa bớt này cây nó sẽ phát triển tập trung hơn, rồi nó có lắng vào cây nó sẽ ấy hơn nhé. Đấy. Cái này mình có thể vẫn để lá, tỉa bớt lá tí thôi. Cây này nhìn nó sẽ rõ hơn này. Anh em nhìn nó. Đấy. Nhìn rõ ngay. Vừa rồi nó tốt, với cả thời gian vừa rồi em sai cũng đi nhiều nên không làm được. Cây này cũng vậy. Nhiều mầm thở quá, tỉa bớt đi. Cây này cây nguyên bản là chun chỉn chất rất đẹp mọi người. Mặt này của nó lu rất mạnh. Con này chất nó càng nuôi là càng chun mọi người nhé. Khả năng mình xin kết thúc video để mình dọn dãy sân thèn này qua nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Em Sai xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.